Chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn in lịch thi đấu World Cup 2022 chuẩn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lên fanpage Trung tâm tin tức VTV24. Đây. Trung tâm tin tức VTV24 và chúng ta sẽ đọc cái bài đã có lịch thi đấu 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 chuẩn VTV. Các bạn có thể download về in ra dán tường nhé. Và kéo xuống nữa chúng ta sẽ tải bản Drive nha, bản Drive. Chúng ta sẽ nhấp vào link này. Đây, link này. Kích vào đây. Đây, như bạn nhìn thấy này. Đây chính là lịch thi đấu chính thức của VTV. Đây, lịch thi đấu chính thức của VTV. Và như bạn nhìn thấy, chúng ta có lịch thi đấu chính thức của VTV. Đây, của VTV. Và logo của FIFA World Cup Qatar 2022. Và chúng ta có đơn vị phát sóng chính thức gồm có kênh VTV2, VTV3, VTV5 và VTV Cần Thơ. Phía bên trái và phía bên phải của chúng ta gồm có các bảng A, bảng B, bảng C, bảng D, bảng E, bảng F, bảng G, bảng H. Mỗi bảng có 6 trận đấu. Và phía bên trái của mỗi trận đấu đó chính là ngày giờ nha. Phía bên trái là ngày, phía bên phải là giờ. Đấy, giờ Việt Nam nha. Ở phía bên phải chúng ta có trận đấu giữa đội tuyển như nào, đấu với đội tuyển nào. Đấy, ví dụ như là đội tuyển Qatar sẽ đá với Ecuador. Đấy, rất là hay phải không? Đây, cho bạn phóng to nhé. Ở đây người ta làm bản PDF thay vì ảnh trên Drive. Đấy, ảnh trên Drive. Và như bạn nhìn thấy này, Qatar sẽ đá với Ecuador. Đấy, Qatar sẽ đá với Ecuador. Đó, các bạn hiểu chưa? Và sẽ đá vào lúc 23 giờ ngày 20 tháng 11 nha. Mỗi bảng chúng ta có 4 quốc gia: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan. Đó là thuộc bảng A. Đấy, bảng A. Và bảng này có 6 trận đấu, gồm có những gì thì các bạn tự liệt kê nhé. Tiếp theo là vòng 16 đội. Vòng 16 đội chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, có 8 trận vòng 16 đội. Sau vòng 16 đội thì chúng ta sẽ lọt vào vòng tứ kết nha. 4 trận tứ kết, gồm có tứ kết 1, tứ kết 2, tứ kết 3 và tứ kết 4. Đấy. Sau 4 vòng tứ kết sẽ là 2 vòng bán kết 1 và bán kết 2. Sau 2 vòng bán kết thì chúng ta sẽ có vòng tranh hạng 3. Đấy, tranh hạng 3. Và cuối cùng là chung kết nha. Đấy, chung kết. Và ở dưới đó chính là liên kết của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ở dưới cùng nữa đó chính là xem trực tuyến trên ứng dụng VTV Go. Đấy. Sau khi xem qua xong thì chúng ta bấm nút tải. Nút tải xuống ấy. Sau đó chúng ta sẽ lưu vào thư mục mà mình muốn, ví dụ như là file document. Đây. Chúng ta bấm nút save. Rồi, ok. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ gửi cái file này vào Zalo. Bạn nào có Zalo thì chúng ta sẽ gửi vào Zalo và phải gửi qua cloud của tôi. The next day. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm một cửa hàng photocopy bất kỳ. Ví dụ như là cửa hàng photocopy Duy Anh đi. Đấy. Cửa hàng photocopy Duy Anh. In màu laser, in siêu tốc. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào in lịch thi đấu World Cup chuẩn của VTV ngay tại cửa hàng photocopy này luôn nhá. A few moments later. Rồi, sau khi in xong thì chúng ta sẽ được như thế này đây. Đây. Như bạn nhìn thấy, đây là khổ giấy A1 nha. Đây, khổ giấy A1. Và các bạn nhìn thấy này, đây, đây là lịch thi đấu. Thì mình đã in lịch thi đấu chính thức của VTV. Không đổi nịt cho các bạn xem nha. Đó, in bằng khổ giấy A1 luôn. Nếu các bạn in khổ giấy A2 như thế này thì nó sẽ rất là bé mọi người ạ. Nó sẽ bé hơn gấp đôi từ A1. Đó. Và để tránh mất thời gian thì chúng ta sẽ mở nịt luôn nhé. Đây, mở nịt luôn. Bây giờ mình sẽ mở luôn nhé. Đây. Nó hơi cao một tí cho nên là có gì thì mọi người thông cảm. Đây, đây là lịch thi đấu chính thức chuẩn của VTV nha. Đó,
Đây, cho bạn xem lại một lần nữa về cái lịch thi đấu nhá. Như các bạn nhìn thấy có cái gì sai sai ấy mọi người. Hiện tại mình đang quay thì nó có màu đỏ loe như này, nhưng mà nhìn thật nó là màu màu đỗ đỏ ấy mọi người. Nên World Cup nó là màu đỗ đỏ, nhưng mà trong máy quay mình ghi toàn là màu đỏ thôi. Đỏ loe là vẹt luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào việc dán lịch thi đấu lên tường phòng làm việc của mình nhá. Đầu tiên mình sẽ lật mặt sau của cái lịch thi đấu chính thức của VTV, và mình sẽ dùng băng dính hai mặt này để dính bốn góc vuông nha, bốn góc vuông đó, các bạn hiểu chưa? Thì bây giờ mình sẽ dán luôn nhá. Rồi ok, như vậy là mình đã dán hết xong bốn góc vuông của cái băng dính hai mặt luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra dán lịch thi đấu vào phòng làm việc của mình nhá. Later. Ok, như vậy là mình đã tìm đến chỗ cửa kính rồi nhá mọi người. Đây, cái cửa kính để vào phòng ban công của phòng làm việc của mình. Thì bây giờ mình sẽ dán ở chỗ góc trên cùng. Đây, ở chỗ góc trên cùng của cái cửa kính này, để xem là có vừa hay không nhá. Nhưng mà trước khi dán thì chúng ta cùng xem kích thước xem là có đủ hay không thì mình mới dán được nhá. Đấy, mình chỉ đo thôi, xong rồi dán luôn nếu mà vừa đủ. Rồi ok, vậy đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ bóc hết băng dính hai mặt luôn nhá. Rồi ok, như vậy là mình đã dán xong cái lịch thi đấu chính thức chuẩn của VTV ngay tại phòng làm việc của mình nha mọi người. Ở đấy thì mọi người có thể nhìn được tất cả các trận đấu, tức là tất cả 64 trận đấu ấy. Cũng có thể nhìn vào ngày giờ theo chuẩn của giờ Việt Nam. Đó, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy lịch thi đấu mà do mình in có đẹp không? Đó, cái đấy thì nó cũng không khác gì với cái lịch thi đấu mà mình mua ở ngoài. Có giá là 15.000 nhưng mà không chuẩn của VTV. Có thể là sai ngày hoặc là sai số về ngày, tháng, giờ, giấc các kiểu. Đấy, cũng có thể là không chuẩn theo giờ Việt Nam. Vì thế các bạn đừng có mua cái lịch thi đấu này nhá. Các bạn phải in cái lịch thi đấu chuẩn của VTV thì lịch thi đấu của VTV nó sẽ đúng hơn nhá. Ok, thì hy vọng rằng là các bạn sẽ theo dõi lịch thi đấu để các bạn xem. Các bạn xem trên VTV Go hoặc là các bạn xem trên các kênh sóng truyền hình như ở trên màn hình nhá. Đấy, để tiện theo dõi World Cup hay hơn. Chứ các bạn đừng có mà lên mạng để xem các cái chương trình World Cup lậu như các kiểu thì không nên nhá. Nói chung là không nên xem World Cup lậu là vì như thế nhá. Ok, video của mình đến đây kết thúc. Nếu như mọi người thích video này hãy để cho mình một nút like, một nút chia sẻ, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn hình quả chuông để theo dõi các video mình nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này.